Rồi hôm nay đi ăn cái lẩu nha, nó mới mở, nó có trà sữa, nó kêu là Hot Pot House. Hi em. Cho ly nước luôn hả? Monday to Friday, 11 giờ đến 5 giờ. Thì đúng rồi, cái đó là happy hour rồi thôi, chứ còn bây giờ nó có happy hour rồi. Giờ thứ bảy rồi cho nên đông rồi. Có tiệm làm đẹp không? Tiệm xây đẹp hết ha. Này, coi cái meal nữa nè, nó cũng rẻ chứ, nó đâu có mắc đâu. Một cái lẩu thì cỡ 18 đồng, 16 đồng, 18 đồng. Mà nếu mà đi ăn từ thứ hai tới thứ sáu á, nó happy hour có 14.95 mà. Nó sơ lẩu đi. Ăn cay chỗ nào? À, đừng có cay quá. Mai rồi. Mai rồi. Ăn dưới cơm thì diêm miếng. Diêm miếng đi. Diêm miếng vẫn gì nữa không? Cái loại là trên cái này nè, cái crab, crispy crab lid, đúng rồi luôn. Đó là lẩu ra rồi, thank you. Em muốn bỏ miếng luôn. À, em muốn bỏ vô luôn, dạ bỏ vô đi. Rồi, thank you em. À, cái này có thịt bò nè. Có đậu hũ nè. Nó có 16 đồng mấy à. Rau nè, clam nè, đạo. Và bỏ vô nha. Bỏ vô đi. Hình như thế này là phía. Cái này phía. Phía hả? Cái này là phía. Lần đầu tiên em thấy. Phía là cơm hay sao á? Cái mà ăn thử đấy. Có bò viên nè. Cái này là sausage. Sausage là bò viên. Sausage. Nấu sausage. Cái này có đồ chấm này nè các bạn. Cái đồ chấm này ngon lắm. Chấm này là hấp dẫn. Thích nhất là đồ chấm này. Ăn đi, em ăn đi. Còn cái món này là cái món hồi nãy anh kêu là gì? Thịt heo. Tỏi. Thịt heo xào tỏi. Nó xào nè. Bỏ tỏi ở trên nè. Quá hào lứt. Có 6 đồng rồi. Thôi để anh ăn thử này à. Ok. Giống thịt luộc hả? Thịt luộc xong rồi nó bỏ sauce vô tỏi. Ngon không? Cái lẩu này giống như lẩu Đài Loan á ha. Mà ngon quá chứ. Sauce ngon. Cái này anh em ăn nhiều nè, em ăn nhiều đi. Rồi cái món thứ hai, thứ ba ra. Oh, thank you, cảm ơn nha. Ok, thank you, cảm ơn nha. Wow, cái này cua nè. Có cua nhỏ 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 mà ăn ngon hơn. Ăn giòn không? Chấm này nè. Ngon em. So good. Ngon. Thank you. Cảm ơn nha. Ngon. Cái này là cái giống như cơm nó mà tiết có tiết nè. Huyết. Cái này có huyết rồi. Yeah, cái này ngon. Cái này thích ngon. Này đi ăn riết mập á. Trong này có nhiều nè. Có mấy nhiều luôn. Cái súp làm ngon em. Cái súp làm ngon cái này bỏ vô. Ở OC mình cái gì cũng có ăn đó ha. Ăn riết rồi mập á. Ở đây mà đồ rẻ này chứ, cái lẩu này có 16 đồng 50, cái cua này có 9 đồng rưỡi, cái này có 6 đồng rưỡi à. Cái con này ăn nó cũng vui vui ha. Con nó ăn ngon á. Với tên Angela lại tên nó giòn giòn, cua này nhỏ nhỏ chiên nên ăn giòn. Ngon quá. Cái này
chấm vô đây nè. Chấm vô sốt, sốt này ngon. Wow, các bạn ăn hết luôn rồi nè, đồ quá ngon, cái cua này nó ngon lắm, thịt này lậu nè, lậu cái nước súp nó ngon, đồ chấm cũng có nhiều nè, này có tới 4 loại thứ đồ chấm luôn, này cái bill ra nè, có 35.89 đồng nè, cái món lậu có 16.95 đồng, rồi món kia 9.55 đồng, rồi 6.55 đồng, tổng cộng là 35 đồng. Wow, ngon em, ngon hả?